Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham gia hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện các trường học trên địa bàn tỉnh đã bàn về những giải pháp mô hình giáo dục thông minh và quản lý giáo dục thông minh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại hội thảo phát triển phẩm chất năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Các đại biểu đã trình bày tham luận và thảo luận về những nội dung phẩm chất và năng lực cho người học từ mô hình giáo dục thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường giáo dục thông minh, giáo dục đạo đức cho học sinh trong môi trường giáo dục thông minh, thực trạng quản lý giáo dục thông minh ảnh hưởng đến sự phát triển phẩm chất và năng lực người học. Các đại biểu cũng chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong việc xây dựng môi trường giáo dục thông minh tại các trường học Hội thảo nhằm cụ thể hóa một trong những nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra trong lĩnh vực giáo dục là nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng môi trường giáo dục tốt cho việc dạy và học, tăng cường phát triển năng lực toàn diện và phẩm chất cho học sinh với ba khâu đột phá, trong đó có thực hiện đề án đô thị thông minh với một trong những trụ cột là giáo dục thông minh.